Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, so với giai đoạn năm 2017, thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018 không sôi động bằng. Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2018, nhiều dự án đã xuất hiện, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói những tháng cuối năm 2018 đã xuất hiện rất nhiều dự án bất động sản, không chỉ đáp ứng nhu cầu chất lượng sống mà còn có tiềm năng sinh lời hiệu quả. Đơn cử mới đây, nhà phát triển bất động sản quốc tế Alpha King đã vừa chính thức giới thiệu dự án khu phức hợp cao cấp Alpha City, một trong những dự án tiên phong được xây dựng theo mô hình hiện đại, sống làm việc hưởng thụ. Dự án phức hợp bao gồm tòa nhà văn phòng hạng A cao 35 tầng Alpha Tower, khu căn hộ kiểu mẫu với 2 tòa tháp đôi 49 tầng, trong đó 40 tầng là căn hộ cao cấp Alpha Hill và 8 tầng trung tâm thương mại Alpha Mall và 4 tầng hầm. Alpha City kết hợp tinh tế giữa phong cách hiện đại và những giá trị văn hóa dân tộc như lấy thiết kế cảm hứng từ tà áo dài Việt Nam của Alpha Tower hay những hình ảnh khắc họa trên đường phố Sài Gòn và kiến trúc nhà ống tại Alpha Mall và Alpha Hill. Cũng tại sự kiện, Alpha King đã công bố mở bán khu căn hộ Alpha Hill, căn hộ biến hình đầu tiên ở Việt Nam, được trang trí nội thất thông minh, biến hình giúp dễ dàng chuyển đổi không gian sống theo mục đích sử dụng. Thành công ngay từ đợt mở bán đầu tiên, có phải nói Alpha Hill nói riêng và Alpha City nói chung đã để lại một dấu ấn đặc biệt trên thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng cuối năm 2018.